Cháy lớn ở Bình Dương, 3 người cùng nhà chết, 2 bị thương. Trong đêm, ngọn lửa đã bao trùm căn nhà khiến 5 người trong một gia đình không thể thoát ra ngoài. Đến 1 giờ sáng ngày 19 tháng 8, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khống chế được đám cháy lớn xảy ra tại một căn nhà nằm trên đường Trần Khánh Dư, khu phố Thắng Lợi, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 5 người trong cùng một gia đình gồm chồng, vợ, 2 người con và 1 người cháu bị mắc kẹt bên trong đám cháy đã được lực lượng chức năng phá cửa và đưa đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, khoảng gần hơn 22 giờ ngày 18 tháng 8, người dân phát hiện khói bốc lên từ một căn nhà bán tạp hóa, một trệt một lầu. Thấy vậy, người dân đã hô hoán nhau chạy qua ứng cứu. Mọi người dùng vòi, thau, chậu liên tục tiếp nước dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong căn nhà cửa hàng bán tạp hóa, nhiều đồ đạc dễ cháy nên ngọn lửa vẫn bùng phát dữ dội, khói đen bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Rất đông người dân tìm cách phá cửa nhưng do cửa cuốn chắc chắn nên đành bất lực. Ngoài ra bên trong ngôi nhà liên tục phát ra những tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng sợ. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để khống chế vụ cháy. Theo một số người dân, vì cửa trước là cửa cuốn chắc chắn nên lực lượng công an phải dùng xe ô tô để phá cửa. Sau đó, lực lượng công an với mặt nạ chống độc đã lao vào bên trong cứu người. 5 người trong cùng một gia đình được lực lượng cứu hộ đưa vào bên ngoài rồi nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Chỉ trong một thời gian ngắn, đám cháy đã được dập tắt nhưng toàn bộ tài sản bên trong ngôi nhà này đã bị lửa thiêu rụi. Hiện tại, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Được biết, căn nhà xảy ra hỏa hoạn mới xây xong cách đây vài tháng, thời điểm xảy ra vụ cháy đang có mưa nhỏ. Theo thông tin của phóng viên nắm được, 3 trong số 5 người trong gia đình này đã không qua khỏi do vết thương quá nặng, 2 người còn lại đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.